Bánh kẹp là một cái loại bánh mà dễ làm nhất trong tất cả các loại bánh. Nếu không có cái khuôn thì mình nướng bằng cái chảo chống dính cũng được. Cách pha bột đơn giản nhất cho ra cái bánh thật là giòn và thơm ngon. 250g bột gạo, 30g bột bắp, 1/4 muỗng cà phê muối, 120g đường, 3 trứng gà, cái trứng này hơi lớn một chút. Tiếp tục mình sẽ cho vào trong cái phần hỗn hợp này là một lon nước cốt dừa 400ml, 4 muỗng canh dầu ăn. Nếu các bạn nào mà có bơ á, thì mình hơ chảy rồi cho vào đây là 4 muỗng canh bơ. Cái bơ sẽ làm cho cái bánh nó thơm ngon hơn. Đánh ra cho cái bột và cái trứng nó tan đều hết. Đó, mình thấy cái bột nó mịn như vậy, mình không có cần phải lược lại. Cho vào 2 ống vani hoặc là 1 muỗng cà phê vani nước. Rồi mình đậy lại và để khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ rồi mình mới nướng. Tiếp theo là mình mới pha cái phần bột màu xanh lá dứa, 250g bột gạo, 30g bột bắp, 1/4 muỗng cà phê muối, 120g đường, 3 cái trứng, 200ml nước lá dứa. Mình xay khoảng chừng 8 cọng lá dứa với 200ml nước thì vắt ra được 200ml nước lá dứa, 200ml nước cốt dừa, 4 muỗng canh dầu ăn hoặc là bơ. Bạn nào thích cái bánh thiệt là béo thì mình cho bột dừa hoặc là bột sữa béo thì cái bánh nó sẽ béo và thơm ngon hơn. Rồi mình cũng đánh ra cho cái bột nó tan đều. Đậy lại mình để nửa tiếng đồng hồ. Trước khi nướng, cho vào trong bột từ 2 tới 3 muỗng canh mè trắng và mè đen á, mình rang sơ. Cái mè này mình cho nhiều á thì cái bánh nó thơm ngon hơn thôi. Bạn nào không có cái khuôn nướng bánh kẹp á thì mình dùng cái chảo chống dính để nướng. Các bạn dùng cái loại chảo chống dính nào cũng được hết nha. Cái chảo này á là mình để nướng bánh pizza hoặc là chiên bánh xèo, cái thành nó cạn đó dễ lấy bánh ra hơn. Tuy nhiên trừ khi mà các bạn nào mà không có cái khuôn nướng bánh kẹp á thì mình mới nướng bằng cái chảo thôi, chứ thật sự á, là nướng cái chảo rất là lâu luôn. Nướng cái chảo á, đợi cho cái bánh nó khô nó lâu lắm, mà mình đổ cái bánh nó rất là mỏng luôn nha. Các bạn nhớ để lửa khoảng trung bình thấp nha, khoảng số 4 thôi, số 3, số 4 thôi. Nếu mà mở cao quá thì cái bánh nó sẽ bị vàng, bị khét luôn. Bánh này rất là giòn luôn nè. Đó, mình nướng nó giòn ơi là giòn á, nó bể luôn mấy cái dành ở ngoài đó. Khuôn nướng bánh kẹp này mình nướng tốc độ rất là nhanh. Trong vòng 1 tới 2 phút thì mình đã xong hai cái bánh rồi. Và mình cuốn lại cũng rất là dễ dàng nữa. Nó mau vàng lắm mà cái bánh nó dễ cuốn. Rất là nóng cho nên mình cuốn nhanh tay. Nếu không thì mình mua cái bao tay giải đó, cuốn nó không có bị nóng. Khuôn bánh kẹp này rất là phổ biến, ở đâu các bạn cũng có thể mua được. Mua trên Amazon hoặc là Walmart, các tiệm bán dụng cụ nhà bếp á, đều mình có thấy bán cái khuôn này. Thì ở Việt Nam hay ở nước nào hình như là cũng có bán hết. Các bạn nên mua một cái khuôn để trong gia đình khi mình cần á, mình nướng nó dễ dàng hơn. Bánh này mình pha bột rất là đơn giản, không có cần bột nổi hay là baking soda gì hết. Nhưng mà mình cho ra cái bánh đó, nó giòn, nó xốp, thơm ngon lắm.
À, thường là cái khuôn này nè, người ta không có cuốn, khi mà nướng xong thì để nguyên miếng luôn. À, bởi vì cái bông nó không có được đẹp. Những cái khuôn bánh kẹp mà của Việt Nam ngày xưa đó, à, thường có những cái bông rất là đẹp. Khi mình cuốn lại cái bánh đó, thì thấy có những cái đường bông á, à, nhìn nó đẹp lắm. Cái bánh này nó giòn, nó xốp lắm luôn. Đây là cách bảo quản những cái bánh này khi mình nướng xong, thì để cho cái bánh nó nguội đi, mình mới cho vào trong bọc Ziploc hoặc là những cái keo, à, đậy nắp thiệt là kín. Khi mình mở ra mình lấy ăn á, thì mình cũng vẫn đậy kín lại thì cái bánh nó giữ giòn. Nếu mà mình mở mà cái hơi gió nó vô đó thì cái bánh nó sẽ bị mềm, nó không có còn giòn nữa. Để 1 tháng cũng không có bị hư hay là mềm gì hết, nhưng mà bắt buộc là phải giữ thiệt là kín gió. À, video của mình xin kết thúc ở đây. À, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong video kỳ tới.